theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Thì cái phương pháp này đó là bác sĩ sẽ dùng một cái ống nội soi mềm. Phía đầu của ống nội soi sẽ gắn một cái camera. Thì cái ống soi này sẽ được bác sĩ đi qua cái đường miệng, sẽ xuống dưới thực quản và đến dạ dày của bệnh nhân. Thì trước khi nội soi thì bệnh nhân sẽ được xịt một cái lượng thuốc tê nhỏ ở phần họng để lúc chúng ta nội soi sẽ đỡ cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên ở đa số bệnh nhân là thường sẽ có cảm giác là hơi buồn ói trong lúc quá trình nội soi. Chị Thành xin được mến chào tất cả quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bác sĩ nói gì. Chương trình hân hạnh khi được đồng hành cùng với App Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình. Và trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề nội soi dạ dày có đau không thì đồng hành cùng với quý vị không chỉ có Chí Thành mà còn có thêm cả một vị nhân vật khách mời rất đặc biệt đã có hơn 6 năm kinh nghiệm và thâm niên trong ngành nghề và lĩnh vực của mình. Xin được trân trọng kính giới thiệu bác sĩ Huỳnh Lê Ngọc Thi, hiện đang công tác tại chuyên khoa nội soi tiêu hóa. Dạ, xin được mời bác sĩ. Xin chào quý khán giả của chương trình và MC Trí Thành. Thì tôi là bác sĩ Huỳnh Lê Ngọc Thi, đang công tác tại lĩnh vực của nội soi tiêu hóa. Dạ, xin được chào bác sĩ. Và một vài thông tin mà chị Thành có biết được đó chính là khoảng 5-10% dân số trên toàn thế giới thì đang có các bệnh liên quan đến dạ dày, ví dụ như là đau dạ dày. Và đau dạ dày thì nó sẽ là một tình trạng bị viêm loét dạ dày và nó sẽ có những triệu chứng ví dụ như là chướng bụng này, buồn nôn hoặc là khó tiêu. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về đau dạ dày là gì đến cho tất cả quý vị khán giả đang quan tâm theo dõi được không ạ? Thì đau dạ dày đôi lúc người dân mình còn hay nói với một cái từ dễ hiểu đó là đau bao tử. Thì đó là một cái cơn đau mà thường khi nhắc tới chúng ta sẽ nghĩ đến đó là một cái vị trí đau ở cái vùng là trên rốn. Có khi mình được nói đến đó là vị trí đau ở vùng chấn thủy. Thì đau cái đó thường á nó sẽ không kéo dài mà nó sẽ mất một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng mà đôi lúc nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng ví dụ như là đầy hơi nè, khó tiêu nè, buồn nôn nè, nôn nè. Thì ở những cái bệnh nhân khi mà bị đau dạ dày thì đôi lúc người ta sẽ thường có thể là người ta ăn một miếng thức ăn gì đó hoặc uống sữa thì đôi lúc là người ta giảm. Cho nên thì dần dần thì người ta sẽ nhận ra đó là cái triệu chứng của bệnh lý đau dạ dày. Tuy nhiên chúng ta cần phải để ý đó là đau dạ dày có một số bệnh lý nó cũng đau ở một cái vị trí là trên rốn. Nhưng mà thật sự nó không phải là đau dạ dày, mà nó là triệu chứng điển hình khởi đầu của một cái bệnh lý mà nghiêm trọng khác. Ví dụ như tim mạch thì ta có cái bệnh lý là nhồi máu cơ tim. Thì nó có một số thể nhồi máu thì nó bắt đầu đau cũng là đau ở vị trí là phía trên, thượng vị, chỗ mà ra chấn thủy. Thì đôi lúc nếu mà chúng ta không để ý, chúng ta sẽ dễ bỏ sót và nhầm lẫn, dẫn đến là chúng ta sẽ điều trị trễ đi. Và nếu được thật sự là tập trung vào khu trú ở phần dạ dày thì nó là một cái tổn thương ở cái lớp niêm mạc của dạ dày, hoặc là có thể là không phải tổn thương niêm mạc nhưng mà do tăng tiết axit hoặc là do những cái rối loạn vận động tại dạ dày thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Vậy thì có những nguyên nhân nào gây đến đau dạ dày hả bác sĩ? Nguyên nhân mà gây đến đau dạ dày thì có rất nhiều nguyên nhân. Thì những cái nguyên nhân thường gặp nhất á, thứ nhất á là nguyên nhân do stress. Căng thẳng công việc hoặc là căng thẳng những cái vấn đề gia đình hoặc là trong vấn đề học tập chẳng hạn thì mình cũng có dễ để stress. Cái nguyên nhân thứ hai mà thường gặp hơn nữa là do thuốc. Một số thuốc là quý khán giả đã biết là chúng ta sử dụng một số thuốc mà để điều trị giảm đau, ví dụ như đau xương khớp nè, thường là người lớn tuổi hay sử dụng những thuốc NSAID á thì nó sẽ rất dễ ảnh hưởng tới cái niêm mạc dạ dày, dẫn đến là có khả năng loét dạ dày và đau thì chắc chắn sẽ gặp. Còn một cái nguyên nhân thứ ba nữa là do con vi trùng Helicobacter. Thì chắc mọi người đã biết đến con vi trùng ở trong dạ dày. Thì khi mà mỗi lần nội soi thì bác sĩ có hay kiểm tra cái con đó. Thì nó cũng là một trong những nguyên nhân khá thường gặp ở những bệnh nhân có viêm hoặc là loét dạ dày. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn đến với quý vị khán giả, đau dạ dày thì thường nó sẽ đau ở vị trí nào ạ? Nếu thực sự là cái khu trú cho cái vấn đề đau dạ dày thôi thì nó sẽ nằm ở đâu đó vị trí là phía trên rốn, ngay vùng chấn thủy, hoặc có khi là bệnh nhân sẽ khai là vị trí trên bụng lệch trái. Đó là những vị trí rất là thường gặp của đau dạ dày. Vậy thì chúng ta có những phương pháp nào để có thể điều trị khi mà đau dạ dày? Thì bao gồm hai cái biện pháp quan trọng nhất. Thứ nhất là chúng ta sẽ điều chỉnh là lối sống, cũng như là cách MC Trí Thành vừa đề cập ha, là về chế độ ăn, mình phải chỉnh lại những cái món ăn nào không có ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Ví dụ như thức ăn mà cay nóng quá, nồng quá thì chúng ta nên hạn chế bớt, đồ chua nên hạn chế bớt. Còn cái thứ hai là bác sĩ sẽ hỗ trợ về một số thuốc
để làm lành những cái vết loét nếu có, hoặc là những cái niêm mạc dạ dày. Ngoài ra thì chị Thành có nghe phương pháp nội soi dạ dày. Vậy thì nội soi dạ dày thì nó sẽ tiến hành như thế nào hả bác sĩ? Nội soi dạ dày đây là một cái phương pháp thực sự là rất hữu hiệu để quan sát được những cái tổn thương nằm trên đường niêm mạc của dạ dày. Thì cái phương pháp này đó là bác sĩ sẽ dùng một cái ống nội soi mềm. Phía đầu của ống nội soi sẽ gắn một cái camera. Thì cái ống soi này sẽ được bác sĩ đi qua cái đường miệng, sẽ xuống dưới thực quản và đến dạ dày của bệnh nhân. Thì cùng lúc đó thì bác sĩ sẽ quan sát được toàn bộ cái niêm mạc của cái dạ dày. Và từ đó là nếu bệnh nhân có một cái vấn đề gì đó, ví dụ như viêm nè, loét nè, hoặc là thậm chí là có những cái polyp ở dạ dày thì cũng sẽ quan sát rất rõ ràng. Thì nội soi dạ dày có bao nhiêu loại ạ? Nội soi dạ dày thì trước nay thì sẽ có tổng cộng là 4 loại. Thứ nhất là nội soi dạ dày, hay là nói chính xác là nội soi thực quản dạ dày tá tràng, là qua đường miệng thì gây tê, hoặc là cái phương pháp là nội soi thực quản dạ dày tá tràng qua đường miệng mà gây mê là phương pháp mới. Còn thêm 2 loại nữa thì hiện nay người ta đã ít sử dụng đến rồi. Thứ nhất đó là nội soi dạ dày nhưng mà qua đường mũi, và cái nội soi bằng viên nang. Thì lý do mà chúng ta ít sử dụng hai cái phương pháp là nội soi qua đường mũi và nội soi viên nang, đó là nội soi qua đường mũi thì nó sẽ dùng một cái ống soi đi qua đường mũi rồi xuống thực quản. Tuy nhiên là khi chúng ta quan sát được những cái tổn thương ở dạ dày, nếu cần can thiệp, ví dụ như chúng ta thấy một cái ổ loét đang chảy máu chẳng hạn đi, thì chúng ta không thể can thiệp được mà chúng ta phải chuyển qua nội soi qua đường miệng để can thiệp. Còn cái nội soi viên nang đó thì là cái lý do chúng ta ít sử dụng hơn ngày nay, đó là cái nội soi viên nang đó thì bệnh nhân sẽ được uống một cái viên thuốc, thì sau đó cái viên đó nó sẽ ghi hình lại những cái tổn thương ở cái niêm mạc dạ dày. Thì chúng ta không thể cố ý để quan sát kỹ hơn một cái tổn thương nếu có phát hiện, mà là những cái hình ảnh nào của cái viên đó nó ghi lại thì chúng ta cũng chỉ sẽ quan sát được giới hạn trong những cái hình ảnh đó thôi. Và thứ hai là chi phí của nó khá là cao, tốn kém, cho nên gần như là hai cái biện pháp đó ít sử dụng ngày nay. 14 biện pháp này thì không biết là ưu điểm của nó như thế nào hả bác sĩ? Trong 4 biện pháp này thì hai cái loại đầu tiên á, là nội soi dạ dày mà gây mê và gây tê á, thì được sử dụng nhiều hơn. Thì nội soi gây tê á, thì trước khi nội soi thì bệnh nhân sẽ được xịt một cái lượng thuốc tê nhỏ ở phần họng để lúc chúng ta nội soi sẽ đỡ cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên ở đa số bệnh nhân là thường sẽ có cảm giác là hơi buồn ói trong lúc quá trình nội soi. Hoặc là bệnh nhân sẽ cảm giác như hơi khó chịu, khó thở nhẹ nhẹ. Có một số bệnh nhân thì vì lý do đó nên người ta rất là ngại để nội soi lại một cái lần thứ hai. Và cái biện pháp nội soi gây mê ra đời thì nó sẽ giúp cải thiện được cái vấn đề nhược điểm của cái nội soi gây tê. Đó là bệnh nhân sẽ soi trong cái quá trình đó, bệnh nhân sẽ ngủ nhẹ và người ta sẽ không cảm giác khó chịu. Và do bệnh nhân được thoải mái, không khó chịu thì bác sĩ cũng sẽ quan sát được những cái tổn thương kỹ lưỡng hơn. Hoặc là khi có can thiệp, hoặc là các polyp, hoặc là những can thiệp cầm máu ở những cái ca mà vô tình là có chảy máu chẳng hạn, do cái ổ loét nó chảy máu, thì bác sĩ cũng sẽ làm những pháp đó thật sự là thoải mái và nó an toàn hơn. Tuy nhiên cái hại của nó là ở biện pháp gây mê thì bệnh nhân phải trải qua là có tiêm thuốc để tiền mê nhẹ, thì có một số bệnh nhân sẽ bị dị ứng. Nhưng mà cái số lượng đó thì không nhiều, nhưng mà khả năng là có. Dr. Assistant, trợ lý bác sĩ ảo, giúp chẩn đoán bệnh qua hình ảnh và hiểu bạn qua giọng nói. Vậy thì với những bệnh nhân mà họ gọi là họ hơi chủ quan một chút đi, thì họ có thể dùng thuốc tại nhà được hay không, hay là phải đến các cơ sở y tế để có thể thăm khám? Có những cái bệnh lý nó rất là nguy hiểm, nhưng mà cái triệu chứng khởi đầu ban đầu nó rất giống với đau bao tử. Ví dụ như bệnh lý tim mạch là có nhồi máu cơ tim ha, hoặc là bệnh lý bên tụy là có viêm tụy nè, viêm tụy cấp chẳng hạn, hoặc là sỏi túi mật. Cứ nghĩ đó là triệu chứng của bệnh lý đường tiêu hóa rồi chúng ta tự dùng những cái thuốc á, thì đâu đó nó có thể làm mất cái khoảng thời gian vàng mà mình có thể không may đi, mình gặp những bệnh lý thật sự không phải là ở dạ dày thì mình sẽ mất cái thời gian để mình có thể điều trị tốt hơn, và cái đó thực sự là rất nguy hiểm. Cho nên cái lời khuyên của bác sĩ là quý khán giả nếu có một số tình trạng mà khó chịu, ví dụ nó đã lặp lại rồi, thì lời khuyên là mình nên đến trao đổi trực tiếp với bác sĩ của mình để được thăm khám và được kê cái loại thuốc, hoặc là có những cái tư vấn nó phù hợp nhất. Vậy thì khi nào thì chúng ta cần nên nội soi dạ dày ạ? Ví dụ như là có cái chỉ định nội soi dạ dày thực sự là cũng khá rộng.
ha, ví dụ như những bệnh nhân có những cái cơn đau như chúng ta đã đề cập, đau vùng chấn thủy nè, có kèm đầy bụng khó tiêu nè, buồn nôn, nôn ói nè, hoặc là những bệnh nhân đột ngột là có giảm cân nhưng mà không rõ, không biết lý do gì sao mà giảm cân nhanh trong khoảng thời gian 3 tháng, hoặc là bệnh nhân có thiếu máu mà chúng ta đã tìm hết tất cả các nguyên nhân mà chúng ta loại trừ hết, thì chúng ta nên kiểm tra cái dạ dày, vì cái nhiễm con Helicobacter pylori nó có thể làm cho cái mình bị thiếu máu. Nội soi dạ dày là một phương pháp rất là hữu hiệu. Vậy thì có trường hợp nào mà bệnh nhân không nên sử dụng phương pháp nội soi dạ dày không ạ bác sĩ? Có một số cái chống chỉ định ở những cái bệnh nhân là không nên. Thì những bệnh nhân đó là thứ nhất là những cái bệnh nhân có những cái bệnh cảnh như suy hô hấp cấp. Trong cái đợt suy hô hấp cấp thì bệnh nhân đang có tình trạng nguy cấp về cái đường giảm cái oxy trong máu, thì chúng ta không nên áp dụng cái biện pháp nội soi dạ dày mà chúng ta nên hoãn lại. Hoặc là những cái bệnh nhân có những bệnh lý tim mạch nặng nề, ví dụ như là phình động mạch chủ ngực, thì cái vị trí mà ống soi đi qua là đi qua đường thực quản thì nó rất là gần với cái động mạch chủ ngực. Nhưng mà nếu một số bệnh nhân mà có phình cái động mạch chủ ngực thì chúng ta nên rất là cẩn trọng, vì cái quá trình mình nội soi có thể làm vỡ cái phình, có rủi ro đó, làm vỡ cái phình đó và nó ảnh hưởng tính mạng. Cho nên chúng ta phải rất là thận trọng những trường hợp đó. Hoặc đơn giản là ví dụ như bệnh nhân vừa ăn no thì lúc đó là cái dạ dày sẽ chứa đầy thức ăn, và chắc chắn là mình không nên nội soi vì lúc đó là mình sẽ không quan sát được cái niêm mạc nó rõ ràng. Vậy thì bao lâu thì chúng ta cần nội soi dạ dày để có thể tầm soát được ạ? Cái khoảng thời gian để mình nội soi cái lần thứ hai sau đó nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái chẩn đoán của cái lần thứ nhất. Có nghĩa là ví dụ như cái lần thứ nhất được bác sĩ chẩn đoán là viêm hoặc là loét dạ dày chẳng hạn đi, do vi trùng HB đi, thì chắc chắn bác sĩ sẽ cho bạn một cái phác đồ điều trị con HB, rồi sau đó một cái phác đồ để làm lành những vết loét. Thì sau đó khoảng đâu đó 3 tháng thì bác sĩ sẽ hẹn bạn đến tay khám để có thể nội soi kiểm tra lại. Thì cái nội soi lần 2 lúc này á thì nó sẽ có 3 lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta sẽ xem xét được cái ổ loét mình đã lành chưa, lành tốt hay không. Cái lý do thứ hai nữa là mình có thể đánh giá được cái tình trạng nhiễm HB như là mình đã bị trước đó, thành ra nó đã hết chưa. Và cái thứ ba lý do nữa rất là quan trọng, đó là mình đánh giá coi thực sự là cái tổn thương này là tổn thương loét thật sự hay là nó là một cái tổn thương gì đó nó gần giống như cái ổ loét thôi. Vậy thì khi mà nội soi dạ dày thì chúng ta có thể phát hiện được những căn bệnh khác có liên quan không, ví dụ như là ung thư dạ dày hả bác sĩ? Lúc mà chúng ta nội soi dạ dày á thì chắc chắn chúng ta sẽ được kiểm tra luôn cái thực quản, cái dạ dày và một phần đầu của cái ruột non hay còn gọi là tá tràng á. Thì ở những cái khối tổn thương ở dạ dày á thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy được những khối u, mà thậm chí mình còn có thể phát hiện được những cái tổn thương ung thư sớm của đường tiêu hóa ở dạ dày. Dạ, khi mà nhắc đến phương pháp nội soi dạ dày thì nhiều người thường là có tâm lý sợ, sợ phải đến bệnh viện hoặc là sợ đau. Vậy thì không biết là phương pháp nội soi dạ dày này thì nó có đau như là suy nghĩ của mọi người không ạ bác sĩ? Đa số tất cả các bệnh nhân mà khi được bác sĩ tư vấn là mình cần có một cái nội soi dạ dày thì đa số đều sẽ hỏi bác sĩ rằng là nội soi có đau không bác sĩ? Có cách nào đỡ đau không bác sĩ? Thì do may mắn nên mình cũng được làm việc ở trong quá trình nội soi này cũng khoảng hơn 6 năm, cũng được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân. Thì khi mà nội soi cho bệnh nhân thì tôi luôn là hỏi bệnh nhân sau khi hoàn thành cái cuộc nội soi là cô hoặc chú hoặc là anh chị gì đó có cảm giác như thế nào sau cuộc nội soi. Thì đa phần tôi đều nhận ra được là bệnh nhân đều có một cái sự khó chịu nhất định. Và ở bản thân mình thực sự là cũng đã trải qua 2 lần nội soi trước khi làm công việc nội soi này. Thì tôi cũng xin miêu tả lại cái cảm giác cho quý khán giả biết. Thì thực sự nó không hẳn là cái cảm giác đau, mà nó là cái cảm giác của một cái vật lạ khi nó vào cái cơ thể của mình. Thì mình sẽ chưa có thích ứng, do đó là mình sẽ có cảm giác có gì đó nó khó chịu, dường như là mình cảm giác nó hơi khó thở trong quá trình nội soi đó. Nhưng mà thật sự khi chúng ta có thể hít sâu, chúng ta có thể làm theo những cái lời hướng dẫn của bác sĩ thì chúng ta sẽ đỡ cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên là có một số bệnh nhân họ không thể hít thở, không thể hợp tác được với bác sĩ, thì họ nôn ọe nhiều á. Thì đôi lúc sau khi soi á, do là trong cái quá trình nôn ọe đó thì cái máy soi á nó có thể trượt xước hoặc xước cái niêm mạc của ở thực quản của mình, cho nên một số bệnh nhân sẽ cảm giác là nó hơi đau nhẹ ở cái da cổ sau khi soi. Thì đau này nó sẽ giảm đi 1 đến 2 ngày sau khi soi là đã hết.
mà mình dường như không cần phải dùng đến thuốc giảm đau. Có cần phải sử dụng thuốc tê hay là gây mê gì không hả bác sĩ? Trong cái phương pháp nội soi á, có một nội soi gây tê á, thì họ trước khi soi á, chúng ta sẽ được nhân viên y tế xịt cho mình một cái loại thuốc tê để giúp cho mình tê đỡ đau trong lúc soi. Dạ, ở đây thì quý vị khán giả đã gửi đến cho bác sĩ một vài câu hỏi để có thể nhờ bác sĩ tư vấn, và em xin phép được đọc lên ạ. Tôi đang có thai và đã có tiền sử là bị bệnh đau dạ dày, và gần đây thì tôi lại có những triệu chứng như là khó tiêu, buồn nôn. Vậy thì tôi có thể đi nội soi dạ dày được hay không ạ? Thứ nhất á, là cái chỉ định nội soi ở bệnh nhân có thai á, thực sự là nó phải nên được rất là cẩn trọng. Tại vì theo bác sĩ thì thực sự chúng ta không cần phải nội soi nếu thực sự không cần thiết ở bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai. Tại vì khi mà chúng ta nội soi á, thì chúng ta sẽ có một cái rủi ro nhất định ảnh hưởng cho thai nhi của mình. Thì nhất là khi mà chúng ta thực sự nội soi mà nội soi gây mê á, thì cái thuốc đó sẽ ảnh hưởng có thể làm quái thai chẳng hạn. Cho nên á, là trong một cái tình trạng mà bệnh nhân không quá khó chịu, những triệu chứng có thể là được cải thiện bởi một cái số thuốc hoặc là thay đổi chế độ lối sống, thì bác sĩ sẽ không tư vấn về cái nội soi cho bệnh nhân đó. Tuy nhiên, ở những một số bệnh nhân đang có một cái bệnh lý rất là cấp tính, ví dụ như là bệnh nhân đang có cái xuất huyết tiêu hóa đi chẳng hạn, ở một người phụ nữ có thai, thì chắc chắn là bác sĩ cũng phải bỏ qua cái rủi ro để cứu can thiệp, để cứu sống tính mạng của người mẹ trước. Do đó là cái chỉ định để phụ nữ có thai là nó rất thay đổi, phụ thuộc vào cái tình trạng hiện tại của người bệnh nhân nữ như thế nào, để có những cái tư vấn nó phù hợp. Thưa bác sĩ, khoảng cách giữa hai lần nội soi dạ dày là bao nhiêu lâu ạ bác sĩ? Khoảng cách giữa hai lần nội soi dạ dày thì thực sự là nó sẽ phụ thuộc nhiều về cái chẩn đoán của cái lần soi thứ nhất. Ví dụ như cái chẩn đoán của lần soi thứ nhất là mình có viêm loét dạ dày đi, do HB đi, thì mình sẽ cái lần soi thứ hai là nó sẽ cách lần soi thứ nhất đâu đó khoảng thời gian là từ 2 đến 3 tháng sau khi bác sĩ đã được kê một cái đơn thuốc để điều trị cái vi khuẩn HB và cái toa thuốc để làm lành vết loét. Còn ví dụ như ở một bệnh nhân chỉ là đơn giản là viêm nhẹ thôi, không có nhiễm vi trùng Helicobacter mà nghĩ nhiều nguyên nhân có thể do stress, thì sau khi một cái đợt điều trị bệnh nhân đã giảm triệu chứng đó, thì không có lý do để soi lại và mình chỉ theo dõi thôi. Một số vài thông tin mà chị Thành nghĩ là tất cả quý vị khán giả và cũng như là chị Thành cần quan tâm, đó chính là chi phí nội soi dạ dày là khoảng bao nhiêu tiền ạ? Chi phí nội soi dạ dày sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp nội soi, có nghĩa là mình sẽ soi gây tê hay là nội soi dạ dày, hay nói tổng quát là nội soi thực quản dạ dày tá tràng gây mê, thì cái chi phí nó sẽ phụ thuộc vào cái loại phương pháp đó. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ sẽ có những lời khuyên nào để có thể nhắn gửi đến tất cả quý vị khán giả với chủ đề nội soi dạ dày có đau không ạ? Cái bài nói chuyện này thì hy vọng là gửi đến quý khán giả những cái ghi chú nhỏ sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhận biết được cái vị trí của cái cơn đau ở dạ dày. Nếu chúng ta có gặp thì chúng ta sẽ biết cái cách để nhận biết nó. Và cái thứ hai là có một số cái cơn đau cũng ở vùng thượng vị, cũng ở cái vị trí của cái vùng chấn thủy. Tuy nhiên nó cũng không phải là của bệnh lý dạ dày mà nó là một số cái bệnh lý nguy hiểm khác. Thì đó cũng là một trong những lý do chúng ta cần phải nói chuyện với bác sĩ của mình để bác sĩ có thể tư vấn ra những cái biện pháp hữu hiệu nhất cho mình. Cái thứ hai là phương pháp nội soi dạ dày sẽ có hai loại thường gặp nhất ngày nay. Đó là một trong những cái biện pháp hữu hiệu để đánh giá toàn bộ cái niêm mạc dạ dày. Thì tùy vào mỗi phương pháp đều có những cái lợi và những cái bất lợi riêng. Thì tùy vào cái lợi ích và đánh giá thì mình có thể chọn ra được những cái phương pháp phù hợp nhất cho bản thân. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin và kiến thức đã chia sẻ vừa rồi đến với tất cả quý vị khán giả. Và chị Thành tin chắc rằng là tất cả quý vị cùng với chị Thành sẽ có cho mình được một góc nhìn sâu hơn về nội soi dạ dày có đau không với chủ đề ngày hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ đồng hành App Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu với mọi gia đình. Và cũng xin được gửi tặng bác sĩ một phần quà vô cùng đặc biệt là một voucher trải nghiệm ứng dụng AI Doctor Assistant, trợ lý đắc lực cho bác sĩ, được tích hợp công nghệ AI tiên tiến nhất và đến từ nhà tài trợ đồng hành App Doctor Network. Với ứng dụng này thì bác sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu y khoa mới nhất, và bên cạnh đó thì còn có thể phân bổ và lưu trữ hồ sơ bệnh án một cách hiệu quả. Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chương trình. Đến đây thì chương trình Bác sĩ nói gì cũng đã đến lúc phải kết thúc. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.